Tiếng Trung vn xin chào các bạn. Ngày hôm nay Tiếng Trung vn xin tiếp tục quay trở lại với chủ đề một số từ vựng về chủ đề bất động sản. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ <laughs> nào sư giao thông. Nào sư là khu phố sầm uất. Nào sư giao thông là giao thông trong khu phố sầm uất. Nào sư giao thông bù phang biển giao thông trong khu phố sầm thì không được thuận tiện. <laughs> Tỷ thỉa tàu điện ngầm ủa tôi phải ngồi tàu điện ngầm để đi làm trợ đây cách chỗ bến xe tàu điện ngầm có xa hay không giao thông âm Việt là yếu đạo. giao thông là tuyến đường chính giao thông cũng là tuyến giao thông chính giao giao thông tiện lợi hoặc có thể nói là giao thông phong biện Cung cung tên khoa điện thoại công cộng Chỉ quân chơi lý hiểu cung cung tên khoa mà Xin hỏi ở đây có điện thoại công cộng hay không Trên mẻ trung xin Trên mẻ trung xin là trung tâm thể dục thẩm mỹ Chơi lý yếu lẻng cơ trên mẻ trung xin Ở đây có hai cái trung tâm thể dục thẩm mỹ Khá là ok thiên Có nghĩa là phòng karaoke Ủa yêu suy karaoke thiên Karaoke thiên lý chơi <laughs> rẻ mà Tôi muốn đi phòng karaoke. Phòng karaoke ở có cách, cách xa đây không? Câu u trung xin là trung tâm thương mại. Câu u trung xin lý trơ bù yuẩn, trung tạo là? Trung tâm thương mại ở cách đây không xa, đi bộ 10 phút là đến. Chào sư, siêu thị. Ủa chì, chào sư, mải tung shi. Tôi muốn đi siêu thị để mua đồ. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ. Chí chiêu tràn là trạm cấp cứu hoa thán, bồn hoa,这里的花坛有的是，ở đây, đây có nhiều bồn hoa lắm. Dâu lãm yên tĩnh thanh nhã, khảo ý cơ có nghĩa là thật là một chỗ yên tĩnh và thanh nhã. yêu tĩnh yên tĩnh là yên tĩnh, u yên tĩnh là yên tĩnh, đây là môi trường yên tĩnh đây là tĩnh, yên tĩnh tĩnh, là yên tĩnh, sân ti thắng cảnh chuyện lì sân là, sơn tì, là sự, tháng cảnh, sơn là, sơn là, tháng cảnh sơn là... Sơn là nơi nghỉ đông san suy là nơi đồi núi nổi tiếng khải pin sông nơi có bờ biển đẹp khải Yu chẳng là bãi tắm Hải pin yu chẳng là bãi tắm bên biển Phàng sủ là sở hồ Ní xì khoan chuy nả cơ tỷ phạm Vào lúc nghỉ hè thì bạn thích đi đâu? Wo xì khoan chuy Hải pin sân tỷ Tôi thích đi đến nơi có bờ biển đẹp Nà phòng khán cha là sở hồ Ní xì khoan chuy nả cơ tỷ phạm Vậy thì lúc nghỉ đông các bạn muốn đi đâu? Wo xì khoan chuy bì khán sân tỷ Tôi thích đi ra chỗ nghỉ đông nổi tiếng Tiếp theo chúng ta sẽ có từ Khải pin léo giảng nguyên Léo giảng nguyên là khu điều dưỡng Khu điều dưỡng bên bãi biển chúng ta sẽ nói là khải pin léo giảng dài tậu... Khải pin léo giảng là, xa là Ông của tôi đã ở bên ở sống ở khu điều dưỡng bên bãi biển được 3 năm rồi Khải phân hải phân là gió biển Ủa yếng, khoan dài Hải pin léo giảng yên. Yến phân Có nghĩa là ông nội tôi Thích đón gió biển ở trên khu điều dưỡng Bên bãi biển U tỉnh hoa yến U tỉnh là trên mái nhà U tỉnh hoa yến là hoa viên trên mái nhà Chia pháng Thuê nhà Hoặc ta có thể nói là chu pháng Chữ nông pháng dự là smart home Chù chia là thuê Thuê là hợp đồng thuê. Chen thuê có nghĩa là ký hợp đồng thuê. du khu là người thuê. chi kỳ, thuê chi là thời hạn thuê. Trạng du là tăng giá thuê. Trái nghĩa với trạng du ta có từ giảm du là giảm giá thuê. Vậy miễn phí giá thuê sẽ là miễn du Chợ lý sư miễn dụ tợ Ở đây là miễn phí thuê đấy Chuẩn du là chuyển nhượng cho người khác thuê Chỉ Xin hỏi ở đây có chuyển nhượng cho chuyển nhượng cho người khác thuê được không? Chiên du là nợ tiền thuê Ya du là tiền cược, tiền thế chấp Phán du là tiền thuê nhà Chợ lý Phán du mấy cơ yê sư sư chiên quan Sư có nghĩa là ở đây tiền thuê nhà là 4 40 triệu tệ sự chiên phán của chu có nghĩa là tiền thuê nhà còn chịu lại du chia xế là hiệp định thuê mướn Chu chin là tiền thuê Tinh chu chin là đặt tiền thuê Chu chin bù là sổ tiền thuê Phụ chu chin trả tiền thuê thế còn định chu chin sẽ là đặt trước tiền thuê Du chin sâu truy chứng cứ tiền thuê chu chin bao sảy tiền là tiền thuê gồm cả điện và nước chơi lì tận chu bao sảy tiền tiền thuê ở đây là gồm cả tiền điện và tiền nước gia chin là tiền đặt cọc thuê khuấy gia chin là trả lại tiền đặt cọc Huy phu pháng du Huy phu là trả trước Huy phu pháng du tiền thuê nhà trả trước Cung du dùng Dùng để cho thuê Của tợ pháng dựa sư Cung du tợ Nhà của tôi là để cho thuê Chuẩn du chu là cho thuê lại Khung pháng Phòng trống không có người Chưa lì dầu mấy dầu khung pháng Ở đây có phòng trống hay không Sử u trao chu Có nghĩa là nhà này là để cho thuê sử u trao zu phòng trên là căn phòng trước cửa phòng trên khẩn can chỉnh căn phòng này rất là sạch sẽ trên đây tiếng trung chấm đã giới thiệu xong với các bạn một số từ vựng về chủ đề bất động sản trong tiếng trung hẹn gặp lại các bạn ở các chủ đề tiếp theo của tiếng trung chấm biệt